Đây rồi anh em ơi, chúng ta đã có uầy, đầu tàu của chúng ta sẽ là Lê Hoan, Tony Cruz. Hai cái tên rồi. Ủa hai cái tên này thì build team gì ta? Cruz ngày xưa đã có đoá đốc môn nhỉ? Hù hù thôi bạn được, khổ anh em chọn, anh em bình chọn Bayern kinh quá. Đây là Bayern, anh em nhìn cuộc thăm dò ý kiến này. 52% chọn Bayern, bây giờ tôi không thể nào là cưỡng được. Đấy. Đây là rất là mong kiên của thầy thông cảm. Mình có thể build thực ra Bayern với Dortmund thì nó đều là trùng với nhau mà. Bây giờ phải vào vùng con Kane. Đấy, trước hết không cần biết nào đã rồi vào cho môn Kane cái đã. Thầy thích thì nhích đi à? Nói nhiều thật, nói nhiều mất thời gian quá. Quá nhiều, nhiều khi nhiều cái nó mất thời gian, anh hiểu ý thầy không? Thích là click. Đấy. Thích là click. Rồi ok, Harken. Icon cũng lăm lăng. Cái trường chỉ số icon lớn hẳn luôn mà. Return có cái tuổi luôn nhỉ? Kimmich làm gì đủ cảnh so với cả Effenberg nhỉ? Bú luôn, 73 tỷ quá rẻ luôn. Mục nói nhiều bất hay. Mục nói nhiều bất hay. Effenbergen vẻ nhọn. Basic khả năng phải bú con B1 Cup. Đúng, có B1 Cup này. Thanh Tùng đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Tùng nha. Thanh Tùng. Rồi, cái gì nữa? Một. Nói nhiều nó mất hay, anh em hiểu không? Pin dê, tôi để tiền mua một cái pin dê cái. Pin dê 135 tỷ đắt vậy. Ui, pin dê 135 tỷ mà. Ố kỳ chưa? Đắt dã man luôn. Upamecano à? Ờ, Upamecano được đấy. Ui. Chơi xin một cạp. Hai con quái vật ở trò phố xong. Mane nhỉ? Mắc đây thì nói nhiều bất hay. Mắc Mane. Nhiều gì tiền? 91 tỷ mà. Chúng ta anh tinh thật. Nó lên linh tinh thế đùa. 5500 là khả năng sóc rồi. Nhưng gì 1 triệu. Con Mane chắc không mua đâu anh em ạ. Thôi bỏ đi. Là nó đây. Ok chưa? Giảm 3 lương phát là bắt được nói luôn. Thanh Tùng đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Thanh Tùng nha. Trời rùa vầy rù roi. Gia rành toàn thua em trời thay ti thôi. Ok. Yêu thay ly. Nói với em. Không, Summer cái gì? Summer đá làm sao được? Người ta build có tâm, bắt người ta mua Summer, mơ đá. Summer không đá được. Nói thật đây. Cày thế nhở, bắt đá Summer mà. Giận điên. Anh em nói nhiều, bực thế. Giận dã man thề. Mùa cóc, cộng 8. Quyết đoán nhở, cái chỉ số quyết đoán của tôi nó phải rơi vào tầm thật sự luôn, nếu mà để nói chỉ số quyết đoán tôi nó phải rơi vào tầm 100. Ôi tôi chết. Tôi chết rồi. Ôi tôi chết, con này lương 20 ạ. Tôi cứu thầy anh em ơi, lương 20. Cứu. Alo. Cứu. Phải bán Casemiro đi vậy. Sao 30 tỷ đắt vậy? Casemiro là làm gì mà đến mức 30 tỷ nhỉ? Anh em là mua lại thầy Casemiro này với. Ê, thằng đang đặt mua này, ngon chim. Thôi, bán đi phí á. Đây. Không sao, lo được. Ngớ ngẩn, thế nhở? Rất mất thời gian của lớp anh ạ. Đây, để tôi biểu diễn cho anh em một pha ảo thuật xong luôn hai vị trí này.
rất mất thời gian của lớp. Cay rồi. Họ nào anh em tư vấn họ cái. Bầu trời đêm trời nó đẹp. Long Thị Linh. Long Thị Linh luôn. Ok chưa? Đội nó mạnh. Vào sân nhỉ? Làm tí dự bị nhỉ? Đội này em chê xấu. Thằng nào chê xấu. Bước vào đây. Vào một cái. Ok chưa? Vào một cái. Vào một cái với nhau. Quá đẹp luôn. Godzer. Ok Godzer Jun ơi. Mario Godzer. Hợp lệ. Chê xấu bước vào đây. Vào một cái thôi. Hiểu ngay vấn đề mà. 26 tể cho Mario Godzer. Godzer tà lăng. Vua Tinder Cao Bằng đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Vua Tinder Cao Bằng nha. Nhưng đội này em chơi in game King of Soul nghiến. Vào đây vào một cái. 5 lốp. 5 lốp không nói nhiều. Thầy chấp 2 quả. Anh em nào cảm thấy đến là đón, đụng là chạm. Thầy chấp anh em mỗi anh em 2 quả. Ok chưa? Một quả vào nhau một cái 5 lốp không nói nhiều. Tự tin vào đây. Tự tin thì vào đây. Ở làm tí Ribery. Ribery quá, làm gì đôi cánh thiên thần Ribery và ấy cái VTR. Mùi vườn để giữ bị. Cùng tên với thầy nhưng em đẹp trai hơn đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn cùng tên với thầy nha. Thầy Bill tìm yếu vãi trưởng. Thằng nào lên và đi chứ TKS và đâu. Đúng rồi. Đội hình yếu quá. Không va. Không va, thật không va. Dấu tên 688 đã uy scan 10.000 đồng. Cảm ơn 688 nha. Toàn. Nhận kèo The C chấp 3-1 triệu. Ây à, cặn quá nhờ. Chấp 2, chấp 3 không có thắng thua. Có hòa, có hòa. Dấu tên 688 đã uy scan 10.000 đồng. Tự tin vào đây, mõm mức danh. KPX nực toàn 5.991 nhanh. Nhanh vào đây, chấp 2, 2.5 đấy nhá. Bao nhiêu? Bạn lỗ tôi cái giá đây, bao nhiêu? 0.415 đặt báo đi á. Không, phải là 0.1 đấy. Báo không ăn thua. Báo không ăn thua. Này, Toàn à. Toàn như nào nhờ? Đây đối thủ rồi. Ít nhất có một đối thủ. Thôi đá với Huy đi anh ơi. Không, đây có đối thủ rồi. Huy đợi thầy tí. Giao lưu ok, đợi thầy tí. Vào sân. Cổ vũ đi, cổ vũ Toàn đi. Ấy bật nhập phụ. À, chắc phải 5. Go. Không ổn rồi. Gung rồi. Gung quá. Một. Một. Vào đây. Vào hết đây. Thằng nào chơi đội yếu vào hết đây. Kiếm tiền dễ đấy, thật, tôi thật, kiếm tiền dễ lắm đấy. Kiếm tiền ở trường làng dễ lắm đấy anh em ơi. Chấp 2.5 trái. Tự tin vào sân. Mọi bức danh. 2. Mọi bức danh. Vào đây. Sao vậy? Đâu, thằng nào chơi yếu, bước ra đây. Thằng nào chơi yếu, bước ra đây. Money. Ok. Money đá lay chê, đùa mấy anh em. Cứ chê, bỏ cái kiểu chê nhá. Thầy rất là không thích đấy. Đi hết vào đây. Thằng nào có tiền? 2.5. Vào sân với tao. Nhòn. Ngon thì ăn Subin đi á. Tự nhiên Subin, Subin vì Subin chơi yếu à? Subin có chơi yếu đâu. Sao? Mấy thằng lúc lấy trước khi đá nhiều thằng comment yếu lắm, yếu điên các thứ. Bayern yếu nhất tầm giá trừ 700 tỷ các thứ đâu rồi. Mấy thằng đấy đâu rồi? Alo.
Đâu mấy thằng chơi yếu rồi. Alo. Thằng kia này ngu thật. Ui thằng kia này đáng sợ vậy chứ. Ê ê Tài ơi. Alo. Ok. Ok. Mà thế là hết. Một bạn. Đâu ai nữa. Người tiếp theo. À em là. Ok. Vô tư được có bảng. Vào sân em. Huy đợi thêm tí. Kiểm tra cái. Dấu tên 688 đã uy scan 200.000 đồng. Ủa vãi trưởng ạ. Mãi yêu. Ôi cảm ơn Toàn. Ôi. Quá tuyệt vời. Cảm ơn Toàn rất nhiều. Mãi yêu bạn. Mãi yêu. Tin chuẩn. Tín. Uy tín. Ôi sao nào. Tôi chết tôi rồi. Thầy lừa tôi rồi. Nó lùa gà rồi. Nó đá kìa. Chết rồi. Bị. Mình là con gà rồi. Thôi. Ừ. Không hiểu luôn ấy. Ừ, nó bất ngu rồi. Một. Em có món quà cho thầy ạ. Cho lấn thì thôi em đi một kiếp đi nhá. Bye bye em. Cho lấn này. Cái gì nữa đây? Đang bóng ghê vậy. Còn kênh kích hoạt Calibre đó chưa? Còn lâu. Điền còn lâu kích hoạt. Vừa về kích hoạt gì? Tập trung thôi, không ổn rồi, trừ 2 lít thôi. Nhặt bóng về đi anh ơi, em xin anh đấy, nhặt bóng về. Ừ, em xin anh đấy. Kìa này bớt ngu một tí được không? Bớt một tí thôi. Vẫn ngu. Ơ, à, không, mày thông minh. Thông minh thật. Kìa này hay thế à? Kèn quay luôn đi. Netflix. Ai đá được? Ôi, lê quan. Sao mà đỡ được? Lê quan, Doske. Thôi, nhặt bóng đi. Ôi, mừng mất thời gian của tôi thế đùa đâu. D2F là cái gì? D2F là cái gì anh em? Thằng nào có tiền? Chết rồi này yếu. Và vào với thầy. Em xin lỗi. Chấp mấy thế anh em? 2 quả rưỡi. Min 2 lít. Không có mắc. Mắc thoải mái. Ừ nhờ mình chấp 2,5 mà. Quên mất. Tưởng 4,2 là xong rồi. Sủa. Con. Đã xong đâu mà mày sủa. Thằng ngu ơi. Con. Rồi, ăn cột đã nói chuyện tiếp. Ok, một cái cột. Nope. Rồi, nó bắt được luôn. Ok. Rồi, ôi, hình như là sắp đời đi rồi đấy. Ui, hình như là... Vậy. Wow. 3 phút à? Thằng nào chưa đợi này yếu. Nói lại nữa này, vào đây với tao. Thế thôi. Chê đi. Chê đội lại yếu đi. Ok.
Cảm ơn Tino Cao Bằng, vua Tino Cao Bằng, cảm ơn em. Rất cảm ơn em. Tùy rank ấy nhá. Mà tinh anh mà nhầm ông làm vào danh huyền thoại thách đấu mà chấp 2,5 khó tôi luôn đấy. Dấu tên 104 đã rescan 10.000 đồng. Đây rồi. VP Bank 240.922.778. Ok, chuyển luôn tin chuẩn. Wow. Wow. Thấy sung được mà không? Không không, điên là ai sung sung mất vệ sinh chết. Còn 200 của tôi thì nguyên cho chuyển. Còn nếu anh em thích ấy thì chuyển thẳng qua ngân hàng. Chuyển cả thẳng qua ngân hàng không phải WeScan nữa thì đỡ. Hai cái giờ đây là thi đấu rồi. Anh em tự kiểm tra máy móc. Như này có bị ra nó bán thấy làm gì mà bán. Đã giao lưu với anh em bán cái gì. Đã cẩn thận, đã cẩn thận, đã cẩn thận, đã cẩn thận. Đã cẩn thận. Đấy, cái này nhiều dấu xích vãi, chấp nhận thôi, chấp nhận thôi. Cái này cũng là một content mà anh em, là một content mà. Một content mà. Đừng là chung cái SEA Games càng đét mà, đá hạt điên luôn mà. Đá chơi có kiểu con tay này hạt điên luôn mà. Rồi, đá chắc. Rồi dạ đã. Dạ. Không chủ quan được nữa rồi. Để mai đi Hà Nội sửa xong con tay cầm về va với lần đi tí. Ok, về Ngọc Quý nhá. Thêm một quyền em ở chú của em làm bài về thực trạng chuyên môn ngày nay đấy. Học sinh nghèo đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Học sinh nghèo nhá. Thầy quên còn trận với em AK. Thầy với em là đá như nào nhở? À 1,5 à? Ờ ok ok. Tưởng 1,500k. Làm hai này quen đã 9,2 mà. Học sinh nghèo đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Các học sinh nghèo. Thầy chấp em một trái rưỡi em rank thế giới thui. Ok, lo được à. Thiếu tình người cái gì anh em, đùa đá kèo mà. Đá kèo tiền cả, thắng thua đây cả. Đây làm gì có chuyện về tình người ở đây, không có chỗ cho tình người. Rồi. End thế nhỉ. Cảm ơn em nhá. Đây banh cho bạn kia cái. Banh đủ luôn, ấm rồi, ấm đâu mà ấm này. Nói điên luôn anh em, kêu ấm rồi, đùa. Thua quá trời thua.